Bà cụ này bà ở trong chùa thời gian mấy năm, bây giờ chồng bà đang hấp hối nằm bệnh viện. Con bà vô kêu bà về, kêu bà về, kêu bà về. Bà nói một câu nè: mẹ đã ở đây tu suốt mấy năm chờ, mẹ cũng lớn tuổi rồi, cái chuyện của ba con bao nhiêu năm nay con gia đình lo hết, để cho mẹ lo tu. Đứa con có nói cỡ nào bà cũng không về. Bà nói những đứa câu rằng: dạ thưa thầy, con hiểu rồi, con có về đi chăng nữa cũng là núm níu, con cũng không giải quyết được vấn đề của gia đình của con, vì con cái của con nó dẫn đi con đường mà bản thân nó chọn lựa, nó quyết định, chứ con nói nó cũng không có nghe. Con chỉ về nhìn thấy ngậm ngùi, nhìn thấy chứ không làm được gì, con cũng không hộ niệm được cho ổng, mà nó cũng theo cái cách làm của tụi nó ngoài đời, thà con ở trong đây lo niệm Phật. Đó. Xin thưa quý vị, nếu như quý vị niệm Phật 5-7 năm mà con cái vô nói mấy tiếng quý vị theo nó về liền, quý vị không có giảng sanh đâu. Vì cái ý niệm cuối cùng của quý vị rất quan trọng, mà khi cặn tử nghiệp là trong tâm thức của quý vị, nghiệp duyên nó sẽ hiện ra chồng, nó hiện ra vợ, nó hiện ra con, nó hiện ra cháu, nó hiện ra bộ đồ y thích, nó hiện ra cà phê, nó hiện ra sữa anh su, nó hiện ra những thức ăn gì quý vị thèm và thỉnh mắt, dính mắt. Tức khắc nghiệp của quan gia, ma cảnh sẽ biết quý vị đang thích cái gì, và nó sẽ hiện ra y rang như vậy. Quý vị nhớ, năm xưa Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài sắp sửa chứng quả thì bắt đầu là nó, thiên ma nó mới hiện ra khuyến dụ mọi mặt, từ là nữ sắc, từ là vật chất, từ là sự đe dọa mọi mặt luôn. Nhưng Ngài vẫn như như bất động, nên Ngài mới chứng quả vị Phật. Đó. Nên quý vị mỗi ngày niệm Phật giảng sanh, quý vị hãy tự xem lại chính mình, đối với ái nhiễm mình có vượt qua hay không. Sống thì có tình người, nhưng bạn có vượt qua được ái nhiễm hay không? Quý vị nhớ, cái khó vượt qua nhất là gia đình, người thân. Nên những đức thường chia sẻ một pháp nói rằng: gia đình, người thân mình còn buông ra, không chi mà mình đi vô chùa mà nhận cha mẹ nuôi, anh chị nuôi, không có. Chuyện này không có. Tại vì mình đã xa gia đình mình đã vượt qua cái đó, mà mình đi tạo thêm cái phiền phức chói buộc làm chi. Nên tình người giữa con người đến với con người thì được, nhưng đừng tạo thêm ở trong ngôi Tam Bảo những cái mà mình khó lội ra. Nên mình niệm Phật mỗi ngày, khi gặp những sự thử thách từ cái ăn, cái ở, từ cuộc sống và từ gia đình, người thân, quý vị có vượt qua được những cái ái nhiễm của cuộc đời này hay không? Khi gặp thử thách thì quý vị sẽ biết cái tâm niệm Phật vãng sanh quý vị như thế nào. Biết rằng là bạn tín nguyện niệm Phật cho vãng sanh, nhưng người tín nguyện niệm Phật vãng sanh là gì? Là ý niệm cuối cùng. Nếu bạn không cẩn thận thì cái cuối cuộc đời của bạn, một ý niệm sai lầm sẽ uổng cả cuộc đời tu của bạn. Chỉ cần một ý niệm sai lầm, nó nhỏ như một sát na vậy, chỉ cần chuyển biết một ý niệm sai lầm là xong một đời tu. Tại vì nói từ một niệm tới 10 niệm, mà cái niệm này là niệm Phật, chỉ cần một niệm, cái ý niệm này nó cực kỳ vi tế, chỉ một niệm nhớ Phật khi cuối đời thôi là bạn đã thành tựu con đường vãng sanh. Và chỉ một ý niệm đi theo ngoại cảnh thì bị hoàn toàn thất bại. Nên cái người bình thường không thể nào, chúng ta khi cặn tử nghiệp mà giữ được bình tĩnh. Nhưng mà vì sao cuối cuộc đời chúng ta niệm được có Phật hiệu? Cái này quan trọng nè, nghe nè. Chúng ta nhờ tín nguyện niệm Phật được Phật lực gia trì, Phật quang phổ chiếu. Khi Phật lực gia trì, Phật quang phổ chiếu,
thì tất cả những cái ngoại duyên chằng cảnh mà muốn đến chối buộc và lôi kéo tức khắc tan biến. Vì người này là người quy nhất niệm Phật nên tín nguyện kiên cố, được Phật quang phổ chiếu, chằng cấu tức khắc tiêu trừ. Từ nơi đó mà người này niệm được ý niệm cuối cùng là A Di Đà Phật. Cực kỳ khó, cực kỳ khó. Có nghĩa là nếu như trong cái lúc bình thường này quý vị quá nhiều đường hướng, thất bại chắc chắn. Khó thể nào quý vị làm được cái việc mà khi cuối cùng cuộc đời chúng ta niệm được ý niệm Phật. Khó lắm. Nên bản thân của chúng ta tu tịnh độ là dễ rồi. Vì pháp tịnh độ này là nó là pháp nhị lực. Cái lực đầu tiên là bạn phải tin Phật, tin có thế giới cực lạc. Là tự lực mình phải tin chỗ này. Và cái lực thứ hai là Phật A Di Đà tiếp dẫn. Còn ngoài tịnh độ hoàn toàn là tự lực mình tu, không phải nhị lực. Nên bạn phải hoàn toàn tiêu sạch nghiệp sành sanh, không có một vọng tưởng gì cả, bạn mới đạt được cái quả vị giải thoát. Không có thể nào làm được, không thể nào làm được. Nên có khi những đức chia sẻ Phật pháp, những đức phân tách, mình chỉ nói chung chung cho mọi người nghe nhận thức. Ví dụ những đức nói rằng lỡ mình tu một cái pháp nào đó, đều là pháp của Phật hết thôi. Mình tu một cái pháp nào đó, mình tu mười mấy hai chục năm gì mình thấy nó không có kết quả, mình nhận thức tịnh độ, nếu mình thấy có duyên, bản thân mình quay đầu niệm Phật, thấy mình có thể làm được. Đó là cái mình khuyên những người hữu duyên. Và những đức cũng đã từng chia sẻ, những đức nói rằng mình quan sát, mình để ý có những bậc tu rất nổi bật trong các pháp khác, biết đâu người ta cũng Phật Bồ Tát thị hiện đến cuộc đời. Nhưng vì chúng sanh trong cái thời mạt pháp, các pháp khác tu không có vô nổi, nên người ta thị hiện đến tu cái pháp đó, người ta nổi bật vô cùng. Nhưng cuối cuộc đời người ta bệnh đau vặn quại vô cùng, để cho những hàng đệ tử tu với người ta tự mà suy nghĩ, tự mà suy nghĩ. Có nghĩa là ta có khả năng tu rất giỏi như vậy mà cuối đời ta còn vô cùng vất vả, khó thu thần tịch diệt được. Còn các ngươi làm sao làm được điều này? Có nghĩa là những ẩn ý trong Phật pháp nó sâu sắc dữ lắm, rất là sâu sắc. Nên quý vị biết rằng là chỉ có một câu Phật hiệu thôi, mỗi ngày niệm đó, vậy mà cuối cuộc đời còn có nhiều người mê nằm chơ dơ đó, cho người ta hộ niệm. Quý vị nhớ, hộ niệm là cái dẫn mình đi, phụ trợ mình, mà mình là người thật sự có phương hướng và muốn đi. Chứ không phải là quý vị nằm vẹp chỗ đó, nhắm mắt, nằm im mà người ta lợi, người ta kéo quý vị, không có được. Thí dụ như đây ra ngoài cổng Đại Tùng Lâm, quý vị đi ra ngoài đó nhưng mà bị yếu quá, bị lết, lết 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 đi ra đó. Cái người này người ta hỏi quý vị là quý vị muốn đi đâu, quý vị nói tôi muốn ra cổng Đại Tùng Lâm. Được, tôi sẽ kè quý vị, tôi sẽ hỗ trợ quý vị, tôi sẽ cổng quý vị để quý vị đi. Đó gọi là hỗ trợ, gọi là hộ niệm. Hỗ trợ hộ niệm đó. Còn nếu như quý vị nằm im thiêm thiếp, không nói gì, không biết gì luôn, người ta đâu có biết quý vị ra cổng Đại Tùng Lâm, thì người ta thấy vậy người ta nói nó đâu biết đưa đâu đâu, mày giúp làm sao đó. Nên phương hướng là phải rõ ràng lúc còn sống, cực kỳ rõ ràng lúc còn sống. Tuy là pháp môn tịnh độ rất dễ, nhưng mà phải rất rõ ràng khi còn sống, phải có mục tiêu cực kỳ rõ ràng khi còn sống, là mình niệm Phật mình muốn đi đâu. Bạn có thể sống vui, sống an lạc, thì sống rất tự tại, nhập cảnh nhập duyên với chúng sanh, nhưng mà đường hướng từ tâm thì phải cực kỳ rõ ràng, thì phải rất rõ ràng là niệm Phật muốn đi đâu, bạn muốn đi đâu. Và đưa lên câu hỏi, nếu bây giờ người thân tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi, vợ chồng tôi mà bây giờ trở ngại tôi, cản trở tôi, kêu tôi về
tôi sẽ như thế nào. Nói rõ quý vị biết, chư tổ sư nói bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đến, nói có một cái pháp khác cho mình tu để tốt hơn. Mình vẫn đảnh lễ Ngài và nói với Ngài rằng con đã chọn pháp môn tịnh độ rồi, xin Ngài cho con tròn tâm nguyện này. Cái tâm mà gầy dựng tín nguyện mạnh như vậy đó, phương hướng phải rõ ràng như vậy đó, nghĩa là pháp môn tịnh độ dễ hơn các pháp khác. Nhưng không phải là chúng ta mỗi ngày bê tha, không phải là không niệm Phật, hoặc là bị ái nhiễm lôi kéo buộc ràng, ý niệm ái nhiễm bị lôi kéo, quý vị sẽ thất bại. Vì ý niệm còn sống, còn không vượt qua được, bị ái nhiễm buộc ràng, thì ý niệm cuối đời là trong tâm thức của mình, tất cả những vọng cảnh sẽ hiện ra, người xung quanh hộ niệm không biết, nhưng riêng ta là thấy rõ ràng. Riêng ta là cảm với cái gì là mình biết. Mình cảm với Phật, mình biết cảm với Phật. Mình cảm với ma, mình biết cảm với ma. Mình cảm với ăn, biết cảm với ăn. Mình cảm với người thân, biết cảm với người thân. Mình cảm với tiền, biết cảm với tiền. Là tâm thức mình biết. Dù là mình không nói ra gì, nhưng tâm thức mình đều biết rõ ràng là bản thân chúng ta cảm với cái gì. Nếu như chúng ta cảm với Phật thì được Phật quan phổ chiếu, thì việc này là ý niệm cuối cùng của quý vị. Dù là miệng không niệm được, nhưng tâm vẫn là A-di-đà Phật. Phật rước, Phật dẫn được, đúng không? Dù là miệng không niệm luôn, tâm niệm một câu đó thôi, trong tâm thức đó Phật rước mình đi rồi. Còn nếu như trong tâm thức quý vị nói con ơi con, giờ này sao con chưa đến, mẹ gần chết rồi con ơi. Giờ này sao con chưa đến, cha gần chết rồi. Giờ này sao em không đến, anh gần chết rồi em ơi. Đổi lại người thân của mình mọi mặt, trong tâm thức nó nghĩ gì đó, chắc chắn quý vị lúc quý vị cận tử nghiệp là ma cảnh sẽ hiện ra chồng, hiện ra vợ, hiện ra con. Còn nếu quý vị của cải còn để ở đâu chưa làm, tôi chưa muốn chết vì tôi còn để tiền ở đó chưa lấy ra được, tôi định làm lấy tiền làm tượng Phật, tôi định lấy tiền làm cái đó tôi suy nghĩ, tôi chuẩn bị làm, bây giờ tôi sắp sửa chết, tôi chưa muốn chết, tôi muốn lấy tiền đó ra để tôi làm Phật sự. Tôi hứa với thầy, tôi làm xây chùa, làm này làm kia. Tôi hứa với thầy, tôi cho tiền người đó, người đó, người đó. Tâm thức chỉ nghĩ như vậy, miệng không nói được, trong tâm nghĩ như vậy, tức khắc sẽ có người cầm tiền đó đến trong tâm thức của quý vị, nói rằng đây tiền đây, đi theo tôi đi. Tự nhiên ma cảnh hiện ra cầm tiền đó, y rang tiền của quý vị, của y rang của quý vị luôn. Và nếu bị thèm cà phê thì nó đem cà phê lại nè, chị đi theo tôi uống cà phê. Tại vì tâm thức quý vị nó dính như vậy, người ta sẽ hiện ra y gan như vậy và sẽ kêu quý vị đi theo người ta. Quý vị sẽ đi theo người ta. Khi bước ra khỏi cái xác của mình thì cảnh thiên ma sẽ xuất hiện, và lúc đó quý vị hoàn toàn không còn cơ hội để quay đầu. Kinh chưa? Kỷ niệm cuối cùng thấy đáng sợ chưa? Nên kỷ niệm cuối cùng là kỷ niệm mỗi ngày mình đang quân tập. Bạn ý niệm gì? Bạn quân tập cái gì? Nên bạn phải cực kỳ phát cái tâm tín nguyện cho cực kỳ mạnh thì bạn mới thành công. Thân phàm phu này thân tứ đại hợp thành, bạn không có cửa khi cuối cuộc đời bạn thanh tịnh tâm mà thu thằng tịch diệt được với cái căn tính mình thờ mạt pháp này đâu. Không có khả năng đó đâu. Quý vị biết có một vị thiền sư này, ông toàn là nhập định không, toàn là nhập định không, vậy mà thọ mạng ông đến vì ông còn trong dòng sanh tử, còn trong dòng sanh tử. Những vị mà hoàn toàn không còn trong dòng sanh tử là bậc A-la-hán, không còn trong dòng sanh tử, muốn sống chừng nào cũng được. Nên mới nói rằng là Ngài Ca Diếp, Ngài vẫn còn sống, còn tồn tại. Tiếp tục khi Đức Phật Bồ Tát Di Lặc xuống thế làm Phật thì Ngài đem y bát đến, và vai trò của Ngài là cứ đem y bát đi đến các vị Phật. Khi qua giáo pháp của các Ngài, vị Phật khác đến thế gian làm Phật thì Ngài Ca Diếp tiếp tục đem y bát đến để mà trao y bát cho các vị đó. Có nghĩa là bậc A-la-hán họ có thể sống hoài cũng được, nhưng mà cái duyên hóa độ của các Ngài đến lúc đó thì các Ngài thu thằng tịch diệt thôi. Tại vì các Ngài đã vượt ra cái dòng sanh tử. Còn chúng ta là người bình thường, đa phần
dù quý vị có đạt được công phu thiền định xuyên suốt, nhưng quý vị vẫn còn thọ mạng ở trong dòng lục đạo này, bạn chưa ra khỏi. Nên từ nơi đó cái vị thiền sư này trong định không? Như vậy mà khi thọ mạng ông đến, vua Diêm Vương sai vị sứ đến bắt ông. Đến thì không bắt được, ông vẫn biết luôn và ông nhập định suốt, nên không bắt được ông. Thế cuối cùng thì những người đi đến bắt ông hỏi thổ địa đồ xung quanh là ông này có cái khuyết điểm gì để bắt được ông. Thì thổ địa nói rằng ông này ông tu giỏi, ông nhập định không, nhưng mà ông dính mắc một cái bình bát. Ông dính mắc một cái bình bát, chỉ cần đến đó gõ vô cái bình bát thôi thì tức khắc ông sẽ xả định ra, ông sẽ xuất hiện liền. Lỡ gõ vô cái bình bát từ ông xuất hiện liền thì ông biết rằng ông dính mắc chỗ này. Ông cầm bình bát lên, ông đập bỏ, còn ông tiếp tục nhập định nữa. Vì coi tu giỏi đến mức như vậy và vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Kinh khủng không? Đó. Giống như những đức đầu sách của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, quý vị biết rằng các ngài tu rất là giỏi, giỏi đến mức mà các ngài đạt được đại định. Vậy mà gặp một trận bệnh, ngài không giải quyết được vấn đề sanh tử. Thông 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 giáo mà các vị này thể hiện đó mà. Cuối cùng ngài coi sách Đại Sư Liên Trì, thì lúc đó ngài niệm Phật, ngài nói rằng cái tín nguyện niệm Phật của ngài bây giờ 100 con trâu kéo ngài kéo cũng không nổi ngài. Đó. Biết rồi, biết rằng là chỉ có pháp niệm Phật này. Và quý vị coi bây giờ các bậc đại sĩ trong kinh Hoa Nghiêm mà các ngài còn phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc, mình tại sao không niệm Phật sanh cực lạc? Mình có hơn các ngài không? Không. Nên cái pháp niệm Phật này, cái đặc biệt là có cái nhị lực để tiếp dẫn. Nếu như mà hoàn toàn tự lực thì chúng ta chịu thua. Nên đại chúng trong chùa phải nhớ kỹ, tuy pháp tịnh độ dễ, nhưng mà mỗi ngày nếu quý vị bê tha, quý vị không có đường hướng rõ ràng, không gây dựng một ý niệm cuối cùng là A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật, thì hoàn toàn bị thất bại. Tại thường ngày mình lơ là, lỡ thọ mạng đến bất tử làm sao? Thọ mạng đến bất tử làm sao? Nên bản thân mình mỗi ngày phải gầy dựng, có đường hướng cho cực kỳ rõ ràng, đó là ý niệm A Di Đà Phật. Nếu không nó lún qua một đời tu của mình. Bây giờ thí dụ như bây giờ các quý thầy quý sư cô nè, ở chùa mình nè, nếu như bây giờ quý vị tu cái gì không biết, nhưng mà bây giờ quý vị hỏi, bây giờ thường ngày chúng ta nếu không quân tập mục tiêu, bây giờ mình ở trong đạo tràng niệm Phật, thí dụ như cuối cuộc đời rồi, sư cô cầm quạt, cô Trang, ví dụ như giờ cô Trang cuối đời đi, bây giờ cũng lớn tuổi rồi, nếu bây giờ cô không niệm Phật, đạo tràng niệm Phật cho cô thì sao niệm đây? Bây giờ nếu cô quy nhất niệm Phật thì cuối cuộc đời cô thì bắt đầu đạo tràng niệm Phật hộ niệm cho cô. Mà thật sự cô ngồi đây là những đức cũng biết rằng trong lòng của cô cũng muốn cuối cuộc đời đạo tràng niệm Phật, và những đức lo lắng cho cô giống hệt đạo tràng ở đây. Và những đức cũng nói mà quý sư cô là những đức thuê xe thêm nữa để đưa tiễn các sư cô đi lên đài quả tán, cũng rình rang hơn cư sĩ luôn á. Nhưng mà mình cuối đời mình phải quy nhất kìa, hiện tại mình phải quy nhất nè, mình phải lo niệm Phật, mình phải siêng niệm Phật để nó quân tập thành một cái duyên cho thiệt là dày, duyên cho thiệt dày. Và mình nói cho những người xung quanh, những bạn bè mình là tôi cuối cuộc đời tôi mong quý vị niệm Phật cho tôi, nếu quý vị quý tôi bị niệm Phật cho tôi, cái chuyên niệm Phật cho tôi đi, đó là nguyện của tôi. Và mình qua bên Hòa Thượng mình nói, dạ Hòa Thượng, con muốn cuối cuộc đời con chỉ niệm Phật thôi, hoàn toàn con nhờ đạo tràng giúp con niệm Phật cho con thôi, chỉ có như vậy, chuyên nhất như vậy. Có nghĩa là bây giờ mình đã gầy dựng cái tâm như vậy đó cho mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Bất tử ai biết được, đêm hôm ai biết được, con người mình mà vô thường mà. Cái chú mà ở trong chùa tu một năm mấy, mà chú đó có ba mấy tuổi phải không? Chú gì? Chú Linh có ba mấy tuổi à? Mới chết.
Thấy chưa? Nói cho quý vị biết nghe, nếu mà ở trong chùa mà thực ra làm công quả tu tập coi chừng chưa chết, cái phước duyên mình nó tăng lên, tăng lên. Mình về nhà mình ít tu, rồi mình lao qua cuộc sống, phước mình nó tức khắc hết, thọ mạng đến đi liền, nó không có tồn tại được đó. Nên bây giờ quý sư cô lớn lớn tuổi, quý cụ nè, ai mà biết được vô thường, chùa mình mắc hoài đó, tại sao mình không chịu để ý đi? Có những người còn khỏe lắm mà tự nhiên đi bất tử. Nên mình là người niệm Phật, bất cứ lúc nào nghe, đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nghe. Lỡ đêm hôm ai biết được, dù là phòng có nhà vệ sinh luôn, bước vô nhà vệ sinh té cái rầm, năm bà kia nằm ngủ khò khò, có hay đâu. Và khi mình té xuống cái tay chân mình sụi bại chân, nó không còn lết la gì được nữa chân á, thì lúc đó mình đã thấy rằng bản thân mình không có cơ hội rồi. Mà miệng mồm cứng nhắc hết trơn. Có những người mình té cái tự nhiên thì lúc đó tức khắc phải nhớ lại những lời này. Không, lúc này mình không còn kêu được, không còn la được, không còn đi ra được. Thôi, nếu thọ mạng con hết, con phát nguyện niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Năm đó dễ nhất là cái gì? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, trong tâm á, A-di-đà-phật. Nếu như thọ mạng còn, tức khắc cái bà đó bà giật mình thức dậy, bà mở cửa nhà sinh ra, bà kéo mình ra, là thọ mạng mình còn, đi cứu mình. Còn thọ mạng mình hết, thì lúc đó ngay nhà vệ sinh Phật A-di-đà dẫn phóng quang, tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nha, các vị nhớ nè, cái cõi này nó có nhà vệ sinh, nó có nhà cầu, nó có cái chỗ dơ giấy. Nhưng khi Phật quang đã phóng quang và tiếp dẫn thì nó không có nhà vệ sinh. Quý vị nhớ rằng có một cái vị này, ông tụng kinh Pháp Hoa, mà ông tụng ông cảm với cái thờ Đức Phật ở trong Pháp hội Pháp Hoa. Ông thấy cái Pháp hội của Đức Thế Tôn giảng Pháp Hoa vẫn còn, vẫn còn tồn tại, chưa dứt. Pháp hội giảng vẫn chưa dứt, thấy chưa? Có nghĩa là cái đất nước Ấn Độ, quý vị nhìn người ta như vậy đó, nhưng mà ở trong định thì Pháp hội Pháp Hoa vẫn còn, Pháp hội Hoa Nghiêm vẫn còn. Vì trong định nó siêu vượt không gian thời gian, nó không có không gian và thời gian, nên từ nơi đó Pháp hội Pháp Hoa vẫn còn. Có một vị tổ sư, ông khi mà tụng kinh Pháp Hoa mà ông cảm với cái pháp hội của Đức Thế Tôn năm xưa đó, quý vị thấy không? Và ông thấy rằng cái mặt đất vàng ròng luôn, mặt đất vàng ròng, mà trong khi đất nước Ấn Độ thì đất bình thường. Vậy mà khi Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp thì cái lúc đó toàn là mặt thánh ở đó không, thì tức khắc cái cảnh giới đó không phải là cái cảnh giới bình thường của cái cõi đời này đó. Thì bị suy tính ở chỗ này thì quý vị sẽ biết được rằng khi Đức Phật phóng quang thì tức khắc quý vị nhìn thấy toàn là Phật Bồ Tát, không có còn thấy những cái trần cấu. Tức khắc tất cả trần cấu đều tan biến hết, và chúng ta đang cảm nhận rằng mình đang ở thế giới Cực Lạc vì Phật đã phóng quang. Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ vị sẽ biết chạm được quang minh, ngửi được mùi thơm thì nghiệp chướng tiêu trừ. Mà nghiệp chướng đã tiêu trừ, nghiệp chướng đã tiêu trừ, chướng là không còn chướng nữa, đã tiêu trừ rồi, thì tức khắc quý vị đang ở cái cõi ta bà, nhưng mà quý vị đã là ở thế giới Cực Lạc rồi. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng là Phật quang phổ chiếu tiếp dẫn khoảnh tay thôi, khoảnh tay như vậy thôi, thì mình đã ở Liên Trì rồi. Quý vị có cái thời gian nhanh cái nào chưa? Nhanh cái nào, nó quá nhanh luôn. Khoảnh tay quá nhanh luôn, quá nhanh. Mà khoảnh tay thôi là mình ở Liên Trì. Vậy thì rõ ràng rồi, Phật phóng quang một phát thôi, mình không còn ở cõi ta bà này nữa. Tức khắc mình đâu có cõi ta bà này đâu. Mà trần cấu nó tiêu trừ thì con cháu, người thân khóc lóc không có còn nghe gì hết chứ, không bị ô nhiễm gì hết luôn, không thấy rõ ràng gì hết luôn, hoàn toàn chỉ có thấy Phật Bồ Tát. Chỉ có thấy Phật Bồ Tát, vì Phật quang phổ chiếu, trần cấu tiêu trừ.
Mình là mình còn thấy người thân khóc lóc kêu gào là vì tăng chăn cấu của mình còn đang nặng nề cảm với họ, nên mình mới thấy họ khóc lóc kêu gào. Còn nếu như Phật đã phóng quang rồi thì đâu có còn bị nữa đâu. Giống như gan bị đã được bằng chiếc áo giáp rồi đó, đã được bằng chiếc áo giáp rồi, là họ không có còn núm níu lôi kéo quý vị được nữa. Và nếu quý vị đã giảng sanh rồi, con cháu quý vị có sát sanh hại vật cũng không dính dáng gì quý vị. Vì sao? Quý vị đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn nếu như quý vị còn trong lục đạo luân hồi thì quý vị có lên có xuống. Con cháu tạo nghiệp quá, thí dụ như bị sanh cõi trời bị gớt xuống. Giảm phước là ai? Dù có lên cõi trời nhưng xuống cõi trời thấp. Tại vì phước giảm do con cháu sát sanh hại vật. Vì còn trong lục đạo luân hồi thì có phước thì lên cao, giảm phước đi xuống, giảm phước đi xuống nữa, cứ như vậy mà lên và xuống. Vì còn trong lục đạo bị cầu thúc. Còn ra khỏi lục đạo đi vào dòng thánh giải thoát thì tức khắc quý vị không còn bị lục đạo buộc ràng. Nên họ sát sanh hại vật, họ tạo nghiệp chứng gì, đó là quả báo họ tự gieo, họ tự chịu hết. Hãy nhớ kỹ điều này đó. Nên từ nơi đó mà cái việc mà tín nguyện niệm Phật giảng sanh rất quan trọng. Vì nghe những điều này là rất quan trọng cho cái ý niệm cuối cùng. Đừng nên mỗi ngày gầy dựng nhiều ý niệm lu bu lộn xộn quá. Hãy gầy dựng một cái tâm thức mạnh nhất, đó là gì? Ý niệm niệm Phật là chính nhất. Ý niệm niệm Phật là chính nhất đó. Nên đừng có bao giờ cho rằng chùa có phòng hộ niệm là chắc ăn nghe, mà không lo gầy dựng nghe chưa. Các cụ sẽ bị hụt hẳn đó. Hộ niệm không chắc ăn. Những đức nói với vị nghe, chúng ta đưa ra cái máy hộ niệm này nó cũng quan trọng rồi đó. Mà những đức đã tính cho các cụ, mỗi ngày các cụ yếu được tu cái điều hộ niệm luôn. Trời, ít ai tính cái mức này cho các cụ lắm các cụ ơi. Tính đến cái mức này là tuyệt chiêu rồi. Cho quý vị biết rằng là nội chùa mình một ngày tu 4 thờ nghe các cụ, mà có cái bài pháp 7 phút 10 phút đó là cực kỳ quan trọng. Quá quan trọng. Mà cái này là cái tư tưởng của ai quý vị biết không? Của Ấn Tổ đó. Nhưng đức đã từng đọc sách Ấn Tổ. Ấn Tổ nói là cái nơi đạo tràng chuyên tu niệm Phật khai thị chỉ là 5-7 phút 10 phút đổ lại, để cho họ vô tu hừng hực cái tâm lên. Đừng để cho họ lạc tâm, mà quy nhất cho họ hừng hực cái tâm lên. Nên những đức mới thu âm 7 phút 10 phút cho đại chúng nghe mỗi ngày những cái đoạn quan trọng nhất trước khi tu, để hừng hực cái tâm lên để niệm Phật. Cực kỳ quan trọng. Rồi những đức nghĩ cho các cụ là yếu được hộ niệm trước thời gian, khi yếu vô hộ niệm, là mỗi ngày cụ được hộ niệm quân tập. Mà những đức còn làm đến cái mức có một đoạn ngắn nói chuyện, rồi vô những đức lại chỉ các cụ ngồi mà xá luôn. Đến cái mức như vậy luôn. Dù những đức ở bên kia, nhưng những đức vẫn luôn tính cho các cụ như thế nào để tu tập. Có cái hình ảnh các những đức các cụ thích tu, rồi đoạn xá các cụ xá theo. Vì những đức nghĩ các cụ ngồi gì hoài sợ đau xương sống, sợ ngủ gục, nên cho các cụ mấy nhịp xá một cái để cho các cụ tỉnh. Như thế. Tính đến mức như vậy luôn, cho cụ quen điệu hộ niệm. Khi cuối đời chính cái điệu hộ niệm này hộ niệm cho các cụ. Những đức nói với vị nghe, nếu ai cầm micro mà quý vị một tiếng đồng hồ mà niệm, lỡ bị ho là động, lỡ bị sặc là động, lỡ khan tiếng niệm không nổi, thấy không? Nhưng mà cái máy là nó không bao giờ khan tiếng. Cái máy là nó chỉ có hư thôi, chứ nó không có khan tiếng. Nên những đức dẫn trước chúng niệm theo. Mà các cụ chỉ cần tín nguyện mà nghe mà niệm theo là thành công. Còn nếu như các cụ không niệm cái miệng được mà tâm niệm, các cụ cũng được giảng sanh. Vì nó rõ ràng chiếc máy rồi. Còn nếu như mà cầm micro có khi tiếng này tiếng kia tiếng nọ, rồi bị ngưng hoặc là sặc hoặc ho, hay chưa? Nên cái máy hộ niệm là rất hay. Mà có người là lý do gì? Nếu như cái máy không thì sao? Nói cho vị nghe nè. Thí dụ như chúng ta bệnh, khi chúng ta bệnh chúng ta ưa bị buồn và cô đơn, nên có người đứng ngồi xung quanh để chăm sóc, quan tâm, lo lắng, hỏi han thì mình cảm thấy yên tâm và vui. Nên mình khi cặn tử nghiệp của mình, mình nhìn xung quanh có ai giúp mình không, nên mình thấy chị em ngồi xung quanh giúp mình, mình cảm thấy mình yên tâm, đêm hôm vẫn ngồi với mình. Từ nơi cái động viên đó mà mình cảm tình nghĩa đó, mà bản thân mình cố gắng niệm Phật theo chị em để mình giảng sanh đó. Nên á,
khi thường ngày nè, đừng có tạo cái nhân quán thù. Vì mình tạo cái nhân quán thù khi cuối cuộc đời nó hộ niệm cho mình, nó vô, mình nhìn con nhỏ mình thù nó rồi sao, mình nhìn cái thằng mình thù nó rồi sao, lúc đó cái tâm quán thù nó nổi lên thì tức khắc mình dính bẫy của ma ca ma cảnh rớt. Mà thường cái nghiệp quan gia nó đến nó làm kỳ lắm. Cái thằng thuận nó không lại mà cái thằng nghịch nó lại nói: chị ơi, cố gắng niệm Phật đi chị. Thường ngày tôi chị nghịch nhau nhưng mà bữa nay thôi tôi niệm Phật cho chị. Mình trong lòng mình chưa giải tỏ được mình rồi là mình chết, mình đứt đường liền, mình đỏ liền, thấy chưa? Cái nghiệp mà quán thù mỗi ngày á, nó quân tập khi cặn tứ nghiệp nó tìm mình. Cho quý vị biết nghe, quý vị ghét ai, bị hận ai, thường ngày bị dặn sống bình thường mà chưa giải tâm, thì cái lúc cặn tử nghiệp của quý vị, ma cảnh nó sẽ khiến con nhỏ đó đến. Vì bây giờ ma cảnh mà nó là không phù hợp vào thân tứ đại, làm sao nó đến? Nó chỉ vô tâm mình, nhưng mà nó có thể khiến con nhỏ này ghét mình, hận mình, nó đến nó châm thọt, nó đến nó làm cho mình tức lên, khiến ghê chưa? Tại vì cái tâm nó cảm với cảnh ma luôn. Con nhỏ kia nó cũng ghét mình cũng ghét nó, hai đứa này cảm cảnh ma. Mà nó còn sống nó tổn phước rồi, từ nơi đó cảnh ma đến khiến con nhỏ này đến để chọc mình, đến nó làm: chị sao vậy, thường ngày mày ghét tao mà mày làm gì được tao, giờ mày nằm đây mày làm gì được tao. Mình tức lên mình chết, ma cảnh nó khiến con nhỏ này phải lỡ làm như vậy đó. Quý vị thấy có nhiều người đang hộ niệm bình thường, tự nhiên con nó vô nó quậy, thấy chưa? Đó, ma cảnh nó khiến những con ma đó lỡ, vì những đứa đó nó không tu thì nó khiến những đứa này lỡ để khóa hoại cái chuyện hộ niệm cho quý vị đó. Nên thường ngày cái gì mình cần quá giải là quá giải đi, cần quá giải là quá giải đi, đừng có bao giờ để cái cặn tử nghiệp. Cặn tử nghiệp rất nguy hiểm, nó sẽ dồn lại một lúc nó xử lý mình, nguy hiểm lắm. Nên chúng ta cần quá giải bây giờ là quá giải đi. Mình có lại nó cũng nên lại nó đi, mình nên quá giải đi. Mình đừng có nên mang cái tâm ghét nó, hận thù với nó. Nó hận thù mình kệ nó, mình phải buông tay ra. Nếu hai đứa cầm nhau, dính nhau thì dính, còn một đứa cầm một đứa buông thì vuột, chắc chắn luôn. Bây giờ những đứa nói vì nghe: cầm, buông, vuột liền. Còn cầm là dính, đúng không? Buông thì vuột. Nên đối với buồn phiền phải buông ra. Đối với buồn phiền phải buông ra, quan trọng. Bài giảng hôm nay có rất nhiều đoạn quan trọng để nhắc nhở các cụ và đại chúng khắp nơi, rất là quan trọng luôn. Nó để vị thấy cái ý niệm cuối đời rất quan trọng, đừng nên lơ là nghe. Nó đừng có nên mà lo kiếm tiền đồ ngoài đời mà không chịu lo tạo ý niệm tín nguyện niệm Phật nghe. Rồi thương ghét đồ chạy theo, rồi cuối đời là tiêu đó nghe, mà bất tử đó nghe. Không phải đơn giản đâu nghe. Quan trọng đó nghe. Không có quan trọng nào bằng quan trọng niệm Phật giảng sanh đâu nghe. Đó, niệm Phật giảng sanh là quan trọng nhất đó nghe. Mà ai đây muốn giảng sanh đưa tay lên coi nghe. Hiểu không? Nói vậy thì quá đặc biệt rồi. Ở đây như đại gia đình chúng ta đó nghe. Qua lễ những đức sẽ sắp xếp là từng nào những đức cũng qua nấu ăn cho các cụ buổi. Qua lễ buổi trưa nấu món gì kêu cô Thanh chuẩn bị, nấu món gì kêu cô Châu chuẩn bị. Qua nấu buổi nấu ăn cho các cụ cho vui thôi. Nó với cảm thấy thời gian này lâu quá, nó lo bên kia sắp xếp việc này việc kia. Bây giờ bếp nút cũng cái này kia đâu vào đó hết trơn, ổn định hết. Thì bắt đầu là từng bắt đầu là qua nấu ăn cái cụ buổi nào đó, không có nói ngày giờ gì hết. Bữa nào mình qua mình điện cái cô Thanh hay cô Châu gì đó, chuẩn bị món đó cho tôi, kêu đồ sẵn đem lại, hay nấu lẩu nấu gì đó nấu cho các cụ ăn, rồi mua bia bọt gì cho cụ uống. Được không? Nên
Những đứa vô nhà bếp nấu ăn, những đứa cũng có cái tâm học. Nó có cái cô kia, cô biết nấu ăn món này món kia. Hay là ai nấu cái gì giỏi á, lợi dạy tôi nghe lời. Nhớ mình đã làm gì mình phải có tâm học tập. Người ta nấu cái gì ngon á, mình xin người ta chỉ mình. Mà đừng có chỉ mà mình bỏ qua, mà mình phải có cái cuốn sổ nhỏ ghi lại. Thí dụ như món này là gì, gì, công thức nó làm gì, là phải làm sao sao, ghi ra một đoạn công thức. Rồi là món đó là tên kêu món gì. Rồi mỗi lần nấu một món là ghi cái tên ra. Về sau tất cả món ăn đó mình sẽ nấu được hết. Ai nấu giỏi thì học người ta. Mình đừng có dậm chân chỗ, mình biết nấu vẫn là đặc biệt chứ. Ai nấu giỏi học người ta. Dù cô Châu món gì, nấu gì, món gì ngon mình học cổ. Mình kêu cô ghi công thức cho mình nấu. Cô Thanh cổ cũng có nấu món ngon chứ. Cô nấu món gì mình ăn ngon, mình hỏi món này món gì, làm sao sao cô nấu, ghi công thức ra. Sau này thành cuốn sổ nấu ăn của mình, trong cái giống như cuốn sổ cầm tay của mình để dành nấu ăn luôn. Mình mà có tâm vậy thì mình làm gì mình cũng giỏi. Siêng học, hỏi người ta, ta chỉ mình nghe lời. Mình có cái tâm tôn trọng cung kính học thì người ta thích dạy mình à. Người ta dạy mình. Vậy thì tức khắc á, mình nấu ăn á sẽ càng ngày càng giỏi. Rồi đồ ăn mà làm mà làm trực tiếp cho mình ăn á, mình nắm được nguồn gốc, mình từ từ. Mình coi ví dụ như có những người, như có một cái cô có làm đồ ăn cũng được. Thì cô làm, cô đưa cho mình thì tức khắc đồ ăn mình nắm được. Chứ những đứa nói có những sườn cục mà sườn dai mà 200 mấy chục ngàn một ký, mà có khi cũng nhiều loại này chắc kia. Mình từ từ mình ăn những cái món mà đơn giản bình dị. Bây giờ lúc này buổi chiều những đứa không ăn cơm, tính ra cũng chắc cũng gần 3 tuần buổi chiều không ăn cơm đó. Thấy cái bụng nó cũng nhẹ, lúc này bụng bự quá cụ ơi, nên lại Quan Âm mệt quá, nên từ nơi đó mà buổi chiều không ăn cơm cho bụng nhỏ lại, để lại Quan Âm nó có thời gian của cuộc đời. Chứ nếu mà nó mập lên hoài luôn coi chừng lại Quan Âm không nổi. Thấy là bây giờ là lại 1000 lại mà cũng bị mệt nhiều nữa, là do mập mà ra. Về nhẹ thì đứng lên đứng xuống nó khỏe, giống như khói nhẹ thì bay lên, mà tàn nhang nặng thì rớt xuống. Chứ nó mập quá biết đâu nó nặng mình, nó chìm mình sao, lại không nổi, yếu. Nên các cụ cứ yên tâm, những đứa bây giờ vô bếp nấu ăn thì đứa càng khỏe thêm, càng làm thì càng khỏe, còn không làm nó mới mệt cụ ơi. Nên mình ở đây mình yên tâm nghe các cụ, trên này Hòa Thượng xây chùa rồi, kế thì những đứa với mấy anh em lo cho các cụ, cụ cứ yên tâm sống vui vẻ niệm Phật. Những đứa qua đạo tràng ba mà thấy mấy bà già bà đứng ở trên lầu ba bà đứng bà coi thả diều á, mình thấy mình mừng giùm các cụ, bà hạnh phúc. Tự nhiên buổi chiều thấy bình yên mà đứng coi thả diều đồ ngon lành ghê. Đậu chàng ba bữa nào mua vài con diều, rồi xong mấy bà già phải vẽ mình đưa ra cái vùng đất đó cho bà thả diều bà chơi. Kệ mấy bà già mà bà vui rồi, bà hạnh phúc, bà khỏe chứ có gì đâu. Chùa mình rộng thênh thang mà mấy anh em tính cho các cụ á, ví dụ như một tháng cái gì cho bà thay đổi bà chơi một chút. Bà tự nhiên bà này thì chạy nổi thì thả diều, bà kia thì gịch giấy. Giống như mình như con cái mình thương cha thương mẹ vậy mà. Cái tâm cái cụ bà vui rồi, bà không có còn nghĩ tới gia đình. Bà mà buồn bà nghĩ gia đình bà khó dặn sanh á. Còn bà vui rồi bà đâu có muốn nghĩ gia đình con cháu gì nữa đâu. Có nhiều cái mà những đứa thấy cái miếng đất cái rộng thấy ghê. Một tháng cái gì mình tập trung các cụ ra chơi, những quan đồ thả diều đồ cho các cụ phải chạy theo, cái gì đâu. Mình mua 5-7 con diều, chục con diều đó, mà diều làm vẫn là ngon. Những đứa mà rảnh như đứa làm diều nó bay kinh khủng luôn. Hồi xưa những đứa làm diều hay lắm. Nên từ nơi đó rồi bên đây thì buổi nào dẫn mấy cụ qua chơi, đây cũng rộng tên tan mà, dẫn cụ chơi. Có những cái mình nuôi người già mình phải nghĩ ra nhiều cái để cho các cụ được vui một chút, một tháng lần vậy đó. Nó có sự thay đổi, nó có cái nhân sinh cho các cụ, để các cụ phải sống bao khỏe đi. Vậy thì tức khắc người già hạnh phúc, mình có tâm địa phước lớn lắm.
Nên những đức rất là quý trọng đại chúng trong chùa, anh em đồ. Càng tu thì càng thương anh em. Giống như hòa thượng ngày nói, tôi càng tu á, tôi càng thương người xuất gia dữ lắm. Vì mình không thương mình, ai thương mình? Nên những đức càng tu, những đức càng thương người trong chùa mình nhiều. Dù cỡ nào thương Phật tử nữa, nhưng mà ta ở nhà ta sao thương? Ta lỡ đây mình mới thương được. Còn ta ở nhà mình thì mình hết lòng mình chia sẻ Phật pháp cho người ta nghe thôi. Còn người mình sống với nhau thì mình phải thương các cụ, mình thương các anh em, thương người xuất gia. Có sai lầm gì chút tha thứ cho nhau, thương nhau. Tại vì mình đã xa gia đình, bây giờ mình đây là nhà mình rồi. Phải thương nhau. Gặp người xuất gia đứng ngoài đường cũng thương người ta nữa. Người ta tu sao kệ người ta, mà đứng xin tiền là tội nghiệp rồi. Phải thương, khuyên Phật tử cúng cho người ta một chút cho người ta sống. Ai mà không muốn sống, con gì mà không ăn, hiểu không? Đó. Đó, mình càng tu mình đổi tính lại, mình thay đổi lên hết cái tính mình. Còn ai đắc đạo hay không đắc đạo kệ người ta, miễn mà thấy xuất gia đứng lang thang, đi chạy xe ngoài đường mà gặp ngồi ngay cái đường là thấy tội nghiệp rồi. Kẻ phê người phán, tội nghiệp người ta rồi, thấy không? Nên mình không thương mình, ai thương mình đây? Nên mình cố gắng sống với nhau, thương nhau. Nghĩ cho các cụ một chút, nghĩ những cái gì hay, nói những đức nghe, thấy được thì ký dấu làm, thấy không? Chút xíu cho các cụ vui mà. À, hôm nay mùng 3 còn có như 4 ngày nữa chúng ta tới ngày tổ chức ngày Đức Phật đản sinh rồi quý vị. Khoảng 4 ngày nữa. Buổi tối mùng 7 chúng ta sẽ có buổi chia sẻ Phật pháp. Tại bữa đó cũng nhiều đoàn khắp nơi nơi về. Mà buổi tối mùng 7 nó nằm thứ ba, còn chuyển lại thứ hai chia sẻ Phật pháp bên hộ pháp, để thứ ba chia sẻ Phật pháp bên hộ pháp, chuyển lại là ở bên đạo tràng ba. Bữa đó thấy chắc cũng nhiều đoàn ta về giờ đó hết rồi, mùng 7 ta về nên mình cũng có buổi chia sẻ Phật pháp với nhiều đoàn ta, tối em đã về hết, chiều về rất là nhiều, để sáng mùng 8 á mình có pháp hội Di Đà, nên mấy điểm chùa mình đây tập trung qua bên đó. Buổi sáng mình dự cái pháp hội Di Đà, cái cộng lực cùng với đại chúng, mình cầu an cho người thân mình, cầu siêu cho người thân mình, nó thù thắng dữ lắm. Giống như cái cô mà có đến chùa mình, có tu tập cái ngày lễ một ngày thôi, mà tối đêm đó cô, ba cô về báo mộng với cô, ba về cảm ơn, thấy không? Thì cái quay lực của đại chúng nó lớn dữ lắm. Cái lực của chúng nó tu tập, giống như một mình là một ngọn đèn, quá đông người nó gom lại thành một nhiều ngọn đèn thì nó sáng hơn là một ngọn đèn. Thí dụ như mình ở nhà mình một mình kẹt chẳng đã, mình tu tập. Chứ ngoài ra mà mình đến chùa một cái đại chúng mình tu tập, nó cái quay lực nó lớn dữ lắm. Nên mình thấy có nhiều người ta hư gì hư, chứ người ta đi vô chùa người ta ở là người ta sẽ đỡ lại. Nhưng mà người ta tưởng đâu tu được năm hay năm ổn rồi, ta về nhà hư lại. Nó ngộ vậy đó. Có những người mình thọ mạng đúng ra nó đến rồi, nhưng mà nhờ cái phước duyên mình ở trong ngôi Tam Bảo mình tu tập, nó thọ mạng nó tăng lên, nó tăng tuổi thọ lên. Tại mình ăn chay niệm Phật phóng sanh, rồi mình mỗi ngày tu phước thiện. Nghĩa là giống như cái sứ mệnh nhiệm vụ của mình nó còn, tự nhiên nó kéo thọ mạng của mình dài ra. Có những người mà thọ mạng người ta ngoài đời hết đã đi luôn. Tại vì sao? Vì mình ở lại thế gian nó không có ý nghĩa gì. Người này không có làm được việc gì lợi ích cho người ta, nên thọ mạng đến lúc đến thôi, đi phước cho rồi, không có sống được. Còn nếu như mình có một cái sứ mệnh gì, sống mà vì người, niệm niệm vì người mà thọ mạng mình đến, có khi nhờ cái phước duyên nó kéo dài thọ mạng mình dài ra. Này quan trọng lắm không có vậy. Nên chùa mình sống tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau.
Đây là đa phần là người trong chùa không. Vì coi mà ít có bao giờ có cái việc mà cái chúng chùa mà đông gì. Cái này là một cái gì, chánh điện mà tu tập như giảng đường thì thiệt là lớn, quá lớn luôn. Quý vị coi mà một cái khóa tu người ta thôi mà cái lượt người này là một khóa tu lớn, quý vị không dễ đâu. Mà đây là chúng đa phần là ở trong chùa mình quanh năm, trong chùa quanh năm. Thí dụ như quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp mà tối thứ hai bên đạo tràng ba là chúng chùa không, đa phần 99% là chúng chùa. Rồi thứ năm ở bên Đại Tùng Lâm bên đây thì đa phần chúng chùa không đấy. Nhưng hiện tại ngồi đây là chúng chùa không, chúng ở trong chùa quanh năm. Thường trụ có, cộng tu có, nhưng mà đa phần là quanh năm vậy đó. Thì quý vị coi mà rõ ràng các anh em ở trong chùa thấy không, mình nếu như mình có cái tâm thương người ta, mình nuôi chúng, thì cái chúng mà người ta ở với mình đông. Nếu mình có duyên chia sẻ Phật pháp thì có hàng đại chúng sẵn để nghe pháp. Mà nhờ những buổi chia sẻ Phật pháp này nó mở rộng ra cho xã hội người ta nghe được. Nên cái duyên phước chia sẻ Phật pháp lợi ích cho người ta. Rồi khắp nơi nơi người ta cũng chung tay với mình để lo cho đại chúng trong chùa. Cái này là cái quan trọng, rất là quan trọng. Nên mình có cái tâm nuôi con người nó quan trọng lắm. Một là người già, hai là trẻ em, nó rất là quan trọng. Giống như đây mà có nhiều cháu nhỏ nhỏ ngồi đây, mà có nhiều thằng nhỏ này nó cũng lớn lắm rồi. Bảo tháp lớn lên, sau này lớn lên đó, nó cũng có cái nguyện nuôi người già. Tại vì nó bị ảnh hưởng từ quý thầy quý chú, nó gần gũi chứ, nó có cái nguyện nuôi người già. Đó là duyên phước các cháu lớn. Nên là các còn nhỏ vô cũng tèm nhem thuốc nhút, mà bây giờ càng ngày càng lớn nên nhìn sáng sủa, đẹp trai ra. Bên hộ pháp thì cũng có khoảng cỡ chục đứa gái mà cũng nhỏ nhỏ. Nhỏ nhất thì có khoảng 4 đứa. Còn 6 đứa thì nó lớn hơn chút. Nó cũng còn nhỏ khoảng 12 tuổi, 11, 12 tuổi. Vậy mà lớn lên cái là biết diện hết trơn. Khi xé sườn chai đồ, 7-8 tuổi cũng ngồi xé. Nên là tới giờ tu cũng lên tu. Buồn ngủ thì nằm tại chỗ ngủ. Chùa mình đa dạng, người trẻ, người già, sồn sồn có chứ. Nó giống như con nít thì nó duyên với nít. Còn mới lớn lên, nó duyên với mới lớn lên, nó được chơi chung. Sồn sồn thì duyên với sồn sồn, còn già già thì duyên với già già. Nên chùa mình nó rất là phong phú, sống động. Mà cái phong phú sống động này tu tịnh độ rất là đúng, phù hợp. Ví dụ như nhiều ngôi chùa người ta thì người ta chỉ nuôi tăng hay nuôi ni thôi, chứ không có nhiều cái thành phần vô đó. Nhưng mà tu tịnh độ thì tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu, nó gom hết căn tính đây vô, ta chỉ cần chịu niệm Phật là tu tịnh độ được. Nên pháp môn tịnh độ này nó rất là mở rộng, mở rộng lắm. Tại vì ai chịu tu thì sẽ tu được, nên nó rất là mở rộng, quan trọng lắm. Nên là những đức bây giờ mỗi ngày nấu ăn đồ này kia, công việc này nọ, ít có lên chánh điện lắm. Nhưng mà những đức cũng cố gắng sắp xếp thời gian, rảnh lúc nào lễ Phật lúc nấy.
Vì mà ngày nào những đức cũng lễ Phật hơn mụ lặn mà 45 phút ở trên chánh điện. Tại vì như hồi trưa này những đức lễ được nửa tiếng hồ, ngủ thức dậy lễ được nửa tiếng, rồi buổi sáng thức dậy sớm lễ một chút nữa rồi đi nấu ăn, rồi chiều rảnh rảnh lễ thêm chút nữa, cứ mười mấy, 20 phút, 30 phút gom gom lại. Rảnh lúc nào lễ được chút nấy. Như nãy qua bên đây còn thời gian được 20 phút, 25 phút vô phòng lễ vọng chút rồi qua đây chia sẻ Phật pháp. Nghĩa là nếu như quý vị mà cảm thấy rằng là mình thích niệm Phật, mình biết niệm Phật lợi ích lớn, mình dùng cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, lễ Phật, đặc biệt hơn là mình để nó rảnh rỗi, để nó nghĩ sầm bậy, thì tự nhiên quý vị sẽ rảnh thời gian quý vị đi niệm Phật, lễ Phật à. Nhưng Đức nói nếu như quý vị mà siêng tu tập đó nghe, nếu mà phòng mà người xuất gia mà ở được người 2 người, rảnh là tu được ngon lành. Rảnh lúc nào lễ Phật lúc nấy, mà lễ Phật được một chút rồi chia sẻ Phật pháp cũng hay đó. Đặc biệt chứ. Còn nếu như phòng mà 6-7 người mình khó lễ Phật quá, mình rảnh rảnh buổi chiều một chút, giờ nào mình rảnh, bây giờ bận áo chàng hay không bận áo chàng cũng được, lên chánh điện lúc rảnh rảnh vô lễ Phật 15-20 phút đi gì. Nó còn đặc biệt hơn là mình có khi ngồi nghiêu ngao nói đầu này đầu kia. Nó rảnh thời gian nào mình tu thời gian nấy, cái đó gọi là mót tu. Hay lắm. Rất là đặc biệt luôn. Mà nó làm cho mình tự nhiên mình thấy mình an lạc, mình thích, mình vui thì sao à. Mà khi đã vui rồi công việc gì mình làm cũng thành công. Còn con người mà nó nặng nề, nó phiền não, làm không có thành công đâu. Làm nó không có thành công. Nên mình phải siêng tu, siêng niệm Phật. Vì mình thấy có nhiều người còn trẻ cũng chết, nên bản thân của mình ngày nào mình sống là mình siêng tu ngày nấy, ngày nào mình siêng niệm Phật ngày nấy. Đó là cái lợi ích rất là lớn. Nên mỗi một người mình phải biết trân quý. Chứ đừng có nói tôi không có thời gian tu. Có. Ví dụ như mình mót được 10-20 phút cũng được mà, 10 phút, 5 phút cũng được, nhiêu mà không được, mình mót thôi. Không nhất thiết là nơi đó có tượng Phật hay hình Phật gì, dù nhìn vô bức tường lễ Phật cũng được, đâu có sao đâu. Như phòng như đức lễ Phật, như đức nhìn vô bức tranh, bức tranh mà sơn thủy không, chứ như đức phòng không có treo hình Phật. Nó cái phòng ở mình như đức không có treo hình Phật à, chỉ có cái máy niệm Phật để xuyên suốt. Còn giờ lễ Phật như đức bật cái máy nhỏ lên, cái máy đeo cổ quý vị, là cái máy nhỏ đó là bật lên có cái điệu lễ Phật 4 chữ hoặc 6 chữ. 4 chữ á, lễ Phật cái điệu 4 chữ, một mình lễ 4 chữ hay lắm. Bật lên là cái quỳ lên, nó qua một nhịp, tới cái nhịp sau là nó nghe cái keng là lại xuống, cái keng là đứng lên, rồi theo nhịp luôn rồi đó. Cứ như vậy mà mình mót, mình siêng tu, mình mót, mót, mót. Nó, cái đó là rất quan trọng luôn. Tại sao những đức làm việc nhiều mà không lên chánh điện mà những đức lúc nào cũng vui? Vì những đức biết mỗi lúc, mỗi nơi mình phải niệm Phật. Nghĩa là Hòa Thượng Chí Tịnh ngày nói có khi thờ khóa chính của quý vị trên chánh điện, mà có khi nó còn không bằng, nó không bằng những thờ khóa vị mót, siêng mót, rồi các cụ siêng bấm số niệm Phật. Các cụ nhớ nè, cuối đời dù là người ta hộ niệm cho mình, hộ niệm là gì? Hộ niệm là ví dụ như bản thân của mình đang đi đường mà mỏi mệt, người ta lợ người ta phụ trợ mình đi tiếp. Hộ niệm là giống như mình đang đi lên trên núi cao mà mình mệt quá, mà thật sự mình muốn đi lên núi, người ta lợ, người ta kè mình hay là nắm tay mình, ta dẫn phụ mình đi lên trên núi. Nhưng mà cái quan trọng là mình muốn đi lên núi hay không. Cái này là rất quan trọng. Mình thật sự mình muốn lên núi hay không thì người ta lợ, người ta hỗ trợ mình thì đúng. Còn nếu như mà mình không muốn đi lên núi thì người ta lỡ, người ta dẫn mình cũng đâu có được đâu. Vì mình không muốn đi. Nên đừng bao giờ cho rằng được hộ niệm là chắc chắn. Chưa chắc. Chắc chắn là chính mình muốn về cực lạc hay không. Thôi chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật.
Chúc vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật. Ê, chúng cười lên cái coi. Chúng ta quyết tâm hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. À, chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.